Nếu như cú dứt điểm này của Arjen Robben chuẩn xác hơn một chút, nếu như cái chân phải của Iker Casillas không quét đúng thời điểm, chỉ cần chậm đi một nhịp thôi, có lẽ giấc mơ vô địch World Cup của người Hà Lan đã hoàn thành từ năm 2010. Và khi ấy, người nhạc trưởng Wesley Sneijder đã có cho mình mùa giải như trên thiên đường. Cơ mà tất cả cũng chỉ gói gọn trong chữ nếu mà thôi, và đó cũng như một sự khởi đầu cho bất công mà tiền vệ người Hà Lan đã phải đón nhận. Dẫu đã cùng với Inter Milan giành cú ăn ba lịch sử, song Sneijder vẫn bị FIFA gạch thẳng tên. Phần còn lại tất cả đều đã biết, Messi giành quả bóng vàng thứ hai trong sự nghiệp chỉ vì ghi nhiều bàn thắng hơn, còn Sneijder rơi vào quên lãng trong dòng chảy hối hả của bóng đá thế giới. Để rồi 14 năm sau ký ức không khác gì trò hề năm 2010 ấy, FIFA đã lại một lần nữa khiến người hâm mộ phẫn nộ, thậm chí lần này còn gay gắt hơn. Lionel Messi, ngôi sao đã sang Mỹ nửa năm trước, vẫn nghiễm nhiên đoạt cho mình danh hiệu FIFA The Best. Liên đoàn bóng đá thế giới mặc nhiên bỏ qua sự kêu gào của khán giả về Erling Haaland, một nhân tố nữa đoạt cú ăn ba lịch sử, để ấn danh hiệu vào tay người nổi tiếng hơn, Lionel Messi. Rõ ràng, đây là kết quả gây ra cực nhiều tranh cãi, và cái cách ông Erling Haaland, bố của Erling Haaland bày tỏ sự phẫn nộ, đã minh chứng rõ ràng cho sự lố bịch đó. Lần này thì còn lời nào bào chữa nữa đây? Đó là hào quang của vị GOAT vĩ đại mang tên Lionel Messi hay thực sự là một trò lố lăng không thể chấp nhận được của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA? Vì sao một huyền thoại vĩ đại bậc nhất thế giới xứng đáng nhận mọi danh hiệu cao quý như Lionel Messi lại trở thành trò đùa của FIFA trong giải thưởng The Best 2023? Để lý giải vấn đề này, đầu tiên hãy nhìn lại một chút về thể thức bầu chọn. FIFA sẽ căn cứ thành tích của các ứng viên tính từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 đến 20 tháng 8 năm 2023. Điều này đồng nghĩa, thành tích tại World Cup 2022 sẽ không được xét đến do giải đấu tại Qatar đã kết thúc vào ngày 18 tháng 12 năm 2022. Tức là Messi đã mất đi một lợi thế, có thể coi là lớn nhất, giúp anh thắng trong mọi cuộc đua danh hiệu cá nhân. Tiếp theo, hội đồng giám khảo được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm chiếm tỷ lệ 25%, gồm thủ quân của các đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, một nhà báo đại diện cho một đội tuyển quốc gia và người hâm mộ trên toàn cầu bầu chọn qua website chính thức của FIFA. Để rồi đây cũng chính là cơ sở tạo nên sự lố bịch của FIFA. Theo kết quả công bố, Messi thắng ở mục số phiếu bầu của các đội trưởng đội tuyển quốc gia và người hâm mộ, trong khi Erling Haaland thắng ở mục số phiếu bầu đến từ các huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và các nhà báo. Cộng lại, Messi và Erling Haaland bằng điểm nhau với cùng 48 điểm. Tuy vậy, theo quy định ở điều 12 trong quy tắc bình chọn của FIFA, thì Messi là người giành giải The Best 2023 nhờ sở hữu nhiều lá phiếu bầu chọn xếp ở vị trí số 1 nhất từ các đội trưởng đội tuyển quốc gia, lá phiếu 5 điểm. Cụ thể là có 107 thủ quân của các đội tuyển quốc gia bầu Messi đứng số 1 trong top 3 ứng viên, trong khi con số này của Erling Haaland chỉ là 64, tức là kém khá xa so với Alpunga. Và thế là Leo nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng, qua đó đi vào lịch sử với 3 lần đoạt danh hiệu FIFA The Best vào các năm 2019, 2022 và 2023. Còn vì sao đó là một trò lố bịch ư? Nếu chiếu theo thời gian quy định của giải thưởng, ta có Messi đã cùng với Paris Saint-Germain vô địch Ligue 1. Anh cũng trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với bàn thắng thứ 496. Ngoài ra, Messi còn có cho mình chức vô địch CONCACAF League Cup cùng với Inter Miami, cũng như tạo ra cơn cuồng phong không chỉ tại Mỹ mà cả thế giới suốt mùa hè năm ngoái nhờ vào màn trình diễn siêu hạng. Anh cũng thi đấu ấn tượng giúp tuyển Argentina đứng đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Dù vậy, đặt lên bàn cân với Erling Haaland, Messi rõ ràng vẫn thua xa, bởi tiền đạo người Na Uy đã gặt hái vinh quang chói lọi trong màu áo của Man City, nổi bật là cú ăn ba vĩ đại gồm Premier League, FA Cup và Champions League. Tuyển thủ Na Uy còn trở thành cỗ máy ghi bàn đích thực với tổng cộng 52 bàn thắng và 9 đường kiến tạo sau 53 lần ra sân. Anh liên tiếp xô đổ những kỷ lục đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử bóng đá. Ấy vậy, cuối cùng thì Erling Haaland vẫn phải ngậm ngùi xếp sau người đàn anh đến từ Nam Mỹ. Thậm chí việc Messi lọt vào đề cử top 3 FIFA The Best 2023 cũng được cho là ưu ái khá nhiều, bởi có không ít cái tên xuất sắc hơn anh cùng giai đoạn này, nếu không tính đến World Cup 2022 đúng theo tiêu chí bầu chọn của FIFA. Việc Lionel Messi vô địch thế giới và thể hiện phong độ siêu phàm, điều đó đã được tính khi anh đoạt FIFA The Best 2022, trong khi Erling Haaland đã cày và đưa Man City vươn tới những đỉnh cao chói lọi nhất, một trò đùa hết sức lố bịch mà FIFA tạo ra.
Nếu tìm ra hình ảnh để nói lên tiếng lòng của phần đông người hâm mộ trên thế giới trước kết quả này, hãy nhìn vào biểu cảm của ông Erling Haaland, bố của Erling Haaland, ngay trong buổi lễ trao giải. Máy quay đã ghi lại ông Erling Haaland với vẻ mặt lạnh lùng và đôi mày nhíu lại khi những người tham dự khác vỗ tay tán thưởng Lionel Messi giữa lúc Leo được sướng lên là người giành chiến thắng. Và một số người hâm mộ bóng đá cũng đồng tình với phản ứng của ông Erling Haaland. Một người hâm mộ viết tweet: "Thật tội nghiệp cho bố của Erling Haaland." Người khác đăng: "Tôi sẽ nói lại, Haaland đáng lẽ phải giành được những giải thưởng FIFA The Best. Messi là một huyền thoại, nhưng Haaland đã đến một giải đấu mới, Premier League, phá vỡ kỷ lục ghi bàn và giành được cú ăn ba." Một fan khác ngao ngán đặt câu hỏi: "Erling Haaland còn phải làm gì nữa?" Và một người thắc mắc: "Nếu Erling Haaland vô địch World Cup cùng với Na Uy vào tháng 12 năm 2022, trong khi Messi giành cú ăn ba, ai sẽ giành cả quả bóng vàng và giải thưởng FIFA The Best?" Rõ ràng, danh tiếng của FIFA The Best đang ngày một đi xuống. Chính hình thức bầu chọn theo kiểu gian gian díu díu mập mờ khiến việc bầu ra người chiến thắng chẳng còn phải là dựa trên phong độ của ứng viên nữa. Nó đã trở thành cuộc bầu chọn thần tượng dành cho các cầu thủ, nơi ai nổi tiếng hơn, vĩ đại hơn và có tầm ảnh hưởng lớn hơn sẽ giành chiến thắng. Sự xuất sắc của ngôi sao trẻ, dù cho có là xuất thần như Erling Haaland đi chăng nữa, cũng chẳng thể khiến cho các huấn luyện viên, cánh nhà báo bị thuyết phục hoàn toàn. Hoặc chính FIFA cũng có thể đã nhúng tay tạo nên những kết quả mà nghe thôi cũng đã thấy hết sức vô lý rồi. Chúng ta chẳng chĩa mũi dùi vào Messi hay là bất cứ cầu thủ nào khác. Họ chỉ là nạn nhân cho những chiêu trò của FIFA mà thôi. Chính vì lẽ đó, cả ba ứng viên cuối cùng trong danh sách rút gọn FIFA The Best là Mbappe, Erling Haaland và Lionel Messi vắng mặt trong buổi lễ trao giải tại London vừa xong. Tất nhiên, có nhiều nguyên nhân đã được đưa ra, từ khoảng cách địa lý quá xa, còn đang điều trị chấn thương hay là gặp vấn đề cá nhân. Nhưng nếu đã thích thì họ sẽ tìm cách, còn không thì sẽ tìm lý do. Cơ mà tự chung lại, giải thưởng này chẳng khiến cho cả Messi, Erling Haaland hay thậm chí Kylian Mbappe hứng thú nữa. Còn đâu công bằng khi tất cả sự nỗ lực suốt một năm trời của một cá nhân đổi lại danh xưng kẻ về nhì vĩ đại, chỉ vì ít vĩ đại hơn nhà vô địch. FIFA The Best, giải thưởng nghe có vẻ rất kêu, nhưng hóa ra hai chữ The Best ấy lại phải dịch thành trò lố điên rồ của Liên đoàn bóng đá thế giới.